Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên công tác phòng chống dịch COVID-19 được đặc biệt quan tâm. Tất cả cán bộ, giáo viên và thí sinh đã được xét nghiệm COVID-19 vào ngày 4 tháng 8 và đều cho kết quả âm tính. Ghi nhận tại điểm thi trường Trung học phổ thông Thống Nhất vào sáng nay 6 tháng 8, các thí sinh đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và được đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi. Trong quá trình thi, thí sinh phải đeo khẩu trang liên tục và giữ khoảng cách 2 mét. Riêng đối với 10 thí sinh nằm trong khu vực cách ly phong tỏa ở xã Gia Tân 3, được xét nghiệm COVID-19 hàng ngày, được đưa đón bằng xe riêng và thi ở phòng riêng. Để đảm bảo an toàn nghiêm túc cho kỳ thi, các thí sinh được giám thị bố trí chỗ ngồi theo sơ đồ bốc thăm ngẫu nhiên. Kết thúc môn thi ngữ văn sáng nay, tâm trạng của hầu hết các thí sinh tương đối thoải mái do đề thi sát với kiến thức đã được ôn tập và phát huy năng lực sáng tạo của thí sinh. Không khó lắm. Thì em nghĩ là em có thể trên 5 điểm. Em thấy là câu hỏi số 4 ở đề đọc hiểu là nó nói về phân biệt về những con người với nhau, em thấy câu đấy là hay nhất. Dạ, em thấy đề thi năm nay cũng tương đối dễ. Dạ, em chắc em cầu là 8 điểm, nhưng mà chắc có thể là Văn sẽ được tầm 6-7 điểm gì đó. Trong ngày thi đầu tiên, theo đánh giá, cả hai điểm thi tại trường Trung học phổ thông Thống Nhất và Trung học phổ thông Kiệm Tân đều diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh nào bỏ thi và vi phạm quy chế thi. Tôi đại diện của cái thanh tra của Bộ, tôi tới để kiểm tra của hai cơ sở. Cơ sở thứ nhất là của bên chỗ Thống Nhất thì rất an toàn. Các em đã làm rất đúng theo quy định. Cả Kiệm Tân cũng đã làm hoàn thành, cả các cái cán bộ coi thi, vẫn là các cái bảo vệ hay là tất cả ngoài, trong. Nhất là cái bên chỗ Thống Nhất thì có một số các em ở cách ly thì cũng đã làm đúng theo quy định của cái dịch, chống dịch. Đây cũng là một cái tin vui ngày đầu tiên. Chiều nay, thí sinh thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút bằng phương pháp trắc nghiệm. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Y tế, vào chiều mai 7 tháng 8, sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng, các thí sinh và cán bộ giáo viên coi thi sẽ được xét nghiệm nhanh COVID-19 một lần nữa. Riêng đối với cán bộ giáo viên sẽ được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19.